Vâng, Đức Hải Dương xin chào tất cả quý chị vào bạn nhá. Thì hôm nay Đức sẽ review cho chị và các bạn thêm một mẫu xe nhập khẩu mà phân khúc hạng C, một chiếc Daewoo Lancity nhập khẩu các bác nhé. Thì sau đây Đức sẽ cùng chị và các bạn chúng ta sẽ lái trải nghiệm một cung đường ngắn để cho các bác cảm nhận được chiếc xe này các bác nhé. Daewoo nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc anh em ạ. Xe thì đã được lắp màn hình nhá. Đời mới rồi anh em nhé. Cam lùi thì đang báo vẫn hoạt động chuyên chu anh em ạ. Máy số thì rất ngon các bác nhé. Với mẫu xe Daewoo nhập khẩu này thì đi thì các bác sẽ cảm nhận được là xe thì rất đầm và chắc anh em nhé. Đấy, máy rất êm. Về khung gầm của cái chiếc Daewoo Lancity nhập khẩu bản SE này thì với cái dòng này thì nó là được trang bị động cơ 1.6 các bác nhé, số sàn. Thì hiện tại chiếc xe mà em Đức đang lái trải nghiệm đây thì đi là cảm nhận là rất đầm, chắc. Đấy, êm anh em nhé. Và cái độ ồn của cái dòng xe nhập này thì được chống ồn coi như là rất ok. Nên là chị và các bạn là chúng ta mua về để sử dụng gia đình thì các bác yên tâm các bác nhé. Giá em này thì cũng rất phù hợp cho các bác thôi. Hiện tại mẫu này thì đang được bên em Đức đang chào bán cho chị và các bạn chỉ hơn 100 triệu đồng thôi các bác nhé. Nên là các bác chúng ta mà có nhu cầu mà muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì các bác cứ mạnh dạn đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Vũng Thái, Kim Thành, Hải Dương trên trục đường 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng. Và liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975 567089 anh chị và bạn. Và chúng ta sẽ được em được tư vấn trực tiếp. Cái dòng xe nhập này thì về cái hệ thống mà cảm biến của em nó thì nó được trang bị rất là nhiều. Đấy, hơn là những cái dòng xe mà sang Cruise rồi thì những cái dòng đấy là đã được trang bị một cái động cơ mới, cắt giảm rất là nhiều cái phần coi như là chi tiết về coi như là đồ điện các bác nhé. Đấy, hiện tại cái mẫu này thì bên em Đức giảm khá là sâu, rất là sâu luôn. Con này đi thì rất sướng anh em ạ, máy rất êm. Đấy, và cái dòng này thì thường thường bao giờ chúng ta đi thì nó cảm nhận là chiếc xe là máy em này thì rất êm luôn các bạn ạ. Đến củ số này các bác này, phanh tay anh em nhé.
vô lăng đây. Đấy, với cái dòng xe sedan 2 đầu phân khúc hạng C mà giá hơn 100 triệu. Thì bây giờ các bác sẽ mua được những cái dòng xe, thí dụ như là Toyota Vios, mà những cái dòng xe từ 2008 cho đến 2013 các bác nhé. Thì hơn 100 triệu thì các bác sẽ mua được những mẫu xe trên. Tiện đây thì em cũng cho các bác xem cái máy luôn. Xem máy luôn các bác nhé. Máy móc của em đây các bác này. Đấy, máy thì rất êm. Và đây là cái khoang động cơ của chiếc Daihatsu Lacetti nhập khẩu các bác nhé. Với động cơ này thì vẫn là được trang bị động cơ 1.8 1.6 các bác nhé. Số sàn đây. Đây là toàn bộ máy của em, nó đang hoạt động khá là trơn tru. Và cái phần ốc tai đèn thì em biết là để ý là vẫn còn nguyên bản luôn các bác này. Ốc tai đèn vẫn nguyên bản, chưa bị dập vỡ gì các bác nhé. Đấy, toàn bộ phần đầu đây các bác này. Đây, đèn góc này các bác này. Đấy, bình ắc quy thì mới được bên ấp thay bình ắc quy mới rồi các bác nhé, mới thay bình ắc quy mới rồi. Đó. Thì với mẫu xe Daihatsu Lacetti nhập bản SE này thì với chiếc xe này thì hiện tại bên em sẽ giảm giá rất sâu cho tất cả quý chị và các bạn. Với giá 190 triệu này em được bán ra cho tất cả các bác, các anh, các chị mà chúng ta mua về sử dụng gia đình thay một chiếc xe máy. Hiện tại trên thị trường với cái dòng xe Daihatsu nhập bản SE hay là bản CDX thì bây giờ giá dao động của em nó loanh quanh mốc từ 200 cho đến 240 triệu các bác nhé. Đấy. Thì với dòng xe mà phân khúc hạng C, mà dòng sedan 2 đầu, mà xe 5 chỗ ngồi. Đấy. Thì hiện tại với mức giá mà tầm 200 cho đến 240 triệu thì các bác sẽ mua được những dòng Toyota Vios 2008 cho đến 2013. Và với những dòng xe như là Nissan, Sunny từ năm 2014 đến 15. Đấy, giá thì cũng dao động cỡ khoảng từ 200 cho đến 240 triệu. Và với cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc như chiếc xe Daihatsu Lacetti bản SE này thì trước mặt này hình và anh chị và các bạn. Và dòng CDX thì cũng dao động cỡ khoảng anh quanh từ 200 cho đến 240 triệu các bác nhá. Đấy, dòng xe nhập khẩu thì cái tầm giá mà hơn 200 triệu thì chiếc Daihatsu Lacetti này thì nó thứ nhất là về form dáng em nó rất đẹp các bác nhá, form dáng rất đẹp luôn. Hiện tại cái mẫu xe này thì bên em Đức đã hồ sơ thì đã rút sẵn rồi, nên là các bác làm mà có nhu cầu mà chúng ta mua về là em sẽ Đức sẽ công chứng ủy quyền và trực tiếp tên của các bác luôn. Đấy, và mẫu này thì em Đức giảm giá khá là sâu. Đấy, cắt lỗ cho tất cả quý chị và các bạn là mua về sử dụng gia đình các bác nhé. Đấy, mẫu này thì em Đức sẽ mở cửa các bác này. Đấy, mở cửa. Một trăm chín mươi triệu là em Đức sẽ bao công chứng, bao ủy quyền các bác nhá.
Đấy, các bác chỉ việc về bấm đóng thuế và bấm biển thôi. Đấy. Giá này thì em được giảm khá là sâu cho tất cả quý chị và các bạn. $190 triệu các bác nhé. Ghế da trần nỉ. Đấy. Giá khá hợp lý cho các bác mua về sử dụng gia đình. Thường thường với những dòng xe nhập khẩu này thì cái bộ phận mà khung gầm hoặc là nội thất của nó thì xe thì làm thì rất đẹp các bác nhé. Đấy. Khá hợp lý cho anh em, chị em mà chúng ta mua về sử dụng gia đình. 190 triệu. Em Đức bao khung chứng bảo ủy quyền các bác nhé. Xe này thì đã rút hồ sơ về bên em Đức rồi. Đấy nên mà các bác chúng ta về rất đơn giản thôi. Về chúng ta chỉ việc bấm biển. Thực tế bấm biển. Đã khá hợp lý luôn. Rồi. Lốp thì chiếc xe này em Đức để ý một dàn lốp mới nữa anh em ạ, một dàn lốp mới. Lốp này lốp 20 anh em ạ. Số 520 luôn. Khá là dày dặn các bác nhé. Khá là dày dặn. Đây. Một dàn lốp mới anh em. Lốp Pichili 2020. Nó khá là dày. Gầm bệ của em đây các bác. Gầm bệ của em đây. Cái dòng xe nhập khẩu này thì về gầm bệ sắt xi của nó thì các bác yên tâm nhé các bác nhé, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, lốp một dàn lốp mới cứng. Rất là mới. Đây các bác này. Hiện tại anh chị và các bạn mà chúng ta có nhu cầu mà muốn mua và sử dụng gia đình thì với mẫu xe Daewoo Lancetti bản SE máy 1.6 số sàn thì các bác muốn xem xe và lái trải nghiệm thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc là ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương. Liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Daewoo Lancetti này. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn là chúng ta là luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô Nguyễn Bức Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video clip tiếp theo. Vâng, Đức Hải Dương xin chào các bác nhé.